vậy sao 1 2 3 4 vậy con bà xuống ngồi đúng không? Con này chơi lớn. Con này chỉ nhắc thôi thôi. Con đâu biết nhậu đâu, vô đi. Vô. 1 2 3 4 1 2 3 vô. Một, hai, ba, vô! Không hết thì biết tay tao. Hóa mày! Mày hóa rồi nè. Con vợ nó vô kìa. Chồng ơi, hết rồi. Nói gì nữa không? Dạ không có gì nói. Bận nhậu đúng không? Bận nhậu. Mai nó coi đây chưa, nó uống máy vụn ra rồi bé vô. Lòng bò sao bầu
Mà sao bầu đâu? Bầu của ai? Của thầy. Bầu đâu? Rồi, bầu vô. Đem bia đây, mấy bạn tự động cùng mấy bạn uống với nhau luôn à. Vô vô uống đi. Uống hết đi mấy bạn, mình uống với bạn. Tôi mới nghe là vô, vô tên với các bạn không à. Không, ta mới nghe vô, vô. Mà không nghe nó mệt thầy. Khẽ. Thôi, mời thầy kìa. Thôi, thôi, uống hết đi mệt mới. Khẽ đó. Anh mập khỏi sướng thì sao anh không hết. Một nè. Hai nè, thứ ba là mệt á. Một, hai, ba, vô. Vô đi các bạn. Vô, vô đi mới. Đầu rồi, cái đầu dưới này thôi. Hết chưa? Nè nè, này hết nè, này hết nè, này hết liền cho tao. Mày chọn chỗ ngồi nè. Thằng này ra lúc ra Hà Nội nó bị giật cái chỗ ngồi cười. Đi Trung Quốc. Thôi rồi im nè mà. Tâm ai cho mày cơ mà. Hết đi rồi nó vô à. Vô xe máu. Chơi luôn. Chăm chăm. Chơi luôn. Có cái đó này đi anh. Đó, đó, đó. Mấy đâu đỡ cái đó này rồi. Tối nay ối sắp thằng lồn rồi chết mày à. Không chăm, không chăm. Trời vô, một, hai, ba, vô. Tháng sau mình đi live rồi. Đúng không? Ngay trong vui vẻ.
vô đây không bước đâu. Là gái làm việc á. Mày gái gì? 1, 2, 3 Vô. Sơn Nguyễn nha. Hai đứa tôi sắc mặt luôn. Ủa anh gì? Cái này nó khô rồi. Đúng rồi đây. Từ nãy giờ mà đây có bia chứ có gì không? Đái không? Đây không? Vô. Đái không? Cho mẫu. Đây không? Dạ. Đái không? Đây đi con. Đi đái không? Dạ chưa. Đi đái không? Dạ. Rồi đi đái. Con lái không? Con đi lái không? Con lái đúng không? Con lái không? Đi đây không? Dạ không rồi. Dám tháo kiến ra nhậu không? Dạ không. Vậy cần như thấy mồi không? Dạ, giờ thấy rõ nè. Sao nãy anh tháo kiến rồi mà? Không, nãy tháo lâu lâu. Đeo kiến rồi, đeo kiến rồi. Tháo kiến anh. Không, để nhìn thấy thấy mồi cho rõ nè. Anh vớt tới không? Vớt tới không? Vớt tới, vớt tới. Vẫn vớt tới đúng không? Chân chân ngán chứ phải là tai ngán. Sao? Chân ngán chứ không phải là tay ngán. Chân ngán là sao ta? Cái chân nó ngắn chứ không phải là tay ngắn. Tay vẫn dài chứ không phải. Tay vẫn dài à. Nhưng phải là chân ngán à. Nè cao thủ mà kế bên anh nè. Đó. Thằng này nó uống ghê lắm á. Uống lạnh á không? Nghe nói đi biển uống nước mắm nhiều lắm không ta? Mắm chị? Mắm đi rồi lặn ra sao? Có lẹn đâu. Bừa không à. Sao tôi nghe nói là đi biển là phải uống nước mắm, pha nước mắm cho đỡ lạnh lạnh đó. Đó đó là dân lẹn. Đây dân biển, dân dân nữa. Anh uống nước mắm lần nào không? Vậy tại. Vậy bây giờ tập đi. Nước mắm rồi, nước mắm rồi đưa cho anh không được cao uống thôi. Đây đây. Anh cao có cái đũa luôn. Cái đũa này nó bị quéo rồi. Yeah.
lên quá thì sao? Dạ rồi. Cuối cùng là ra quá đúng không? Cuối tháng là không có đi chụp đúng không? Nó nghe nó gọi điện thoại cho mẹ cứu con về đúng không? Nghe nói à, anh nói là cho lên bờ xuống ruộng đúng không? Bữa sau thì bữa sau. Bữa nay luôn đi. Gần gần ra quá rồi. Đúng không? Phối hợp chung với anh này đúng không? Không mà, không em. Đi biển uống nhiều lắm. Có đâu thầy, tùy người à. Tao muốn con thầy. Qua xuống, qua là con xuống rồi đó. Không cho này theo nha. Cái chim đi, thằng nào gọi điện thoại tới giờ này tắt máy cho thầy. Cái máy bây giờ mà cứ gọi một chút rồi đây cũng vô mà phà luôn nè. Nó chưa nó về đi. Nó về luôn đi con. Heo hay chợ hả? Đây con sư đây. Đây con heo đây, con lợn đây. Thỏ ngọc. Anh nghĩ cho anh. Đây con lợn đúng không? Xỉn rồi đó. Bạn của anh tôi dễ con tay á. Con lợn hay con thỏ? Mày nói cũng sai luôn cái ly mặt mày đó. Thỏ đúng không? Thỏ đúng không? Mày cho tao mượn cái bằng mày nha. Trong cho tao mượn cái bằng mày nha. Rồi xác định nha. Cái gì? Thỏ. Thỏ, tao nói thỏ không biết hả? Thầy ơi, tụi con xin phép kéo này ra bên đó được 2 ghế nữa cho xé ra đi. Bây giờ kêu luôn nè. Không thiên lý thật tội. Tới ra, tới ra. Các bạn này vô. Dạ coi cùng cái ly cho mọi. Rồi giờ kéo các bạn nó qua bên đó được 2 ghế nữa. Không, kéo vô nó dính vô rồi không? Kéo cho nó dính vô. Rồi. Sát vô, sát vô. Hai phần đi.
cảm nhận nó có quay mấy anh đồng nghiệp cho thầy. Bên đây chưa quay. À, nãy giờ anh mà cũng đâu có đọc đâu. Ồn lắm mày đọc không nghe hả? Ồn không nghe rồi ơi. Ồn lắm mày. Con nghĩ với Hải Đăng nó hỏi cho theo rồi. Vợ về vui, đúng không? Vui vẻ, đúng không? Vợ về vui vẻ, vuốt ve vợ. Mồi lên con, mồi lên. Ăn mập. Đừng cho sen ăn nha. À, không được ăn kìa. Không cho con ăn kìa. Chú gấp đồ cho con. Ủa anh cần em thấy mồm không anh?
mồi thấy mồi thấy rõ thôi. Cần có thấy mồi không? Cần thấy mồi rõ. Chữ không thấy. Anh không được cao anh giới tới không? Giới tới luôn hả? Không có tự giấu, sắp người cái chén chạy trên chạy xuống giống như bờ hổm nha. Anh ơi cho em chén chạy đi chén thôi.